Roma, cuộc đi bộ vì hòa bình do Cộng đoàn Egidio tổ chức. Nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52, ngày 1 tháng 1 năm 2019 và hưởng ứng sứ điệp của Đức Thánh Cha, chính trị tốt phục vụ hòa bình, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức một cuộc đi bộ vì hòa bình với chủ đề Hòa bình trên toàn cõi địa cầu. Cuộc đi bộ sẽ khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 1 tại Lago, Thánh Gioan 23 và kết thúc tại quảng trường Thánh Phe-rô lúc 11 giờ 30 nửa tiếng trước khi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi khởi hành, một vài người là nạn nhân của sự vắng bóng hòa bình, có những lời phát biểu ngắn, và các em thiếu nhi bước những bước đầu tiên trong cuộc đi bộ này. Trong dịp đầu năm này, Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức hơn 900 cuộc đi bộ tại 70 quốc gia trên thế giới. Đi bộ là dịp để đối thoại và cầu nguyện đại kết, là cơ hội để tạo ý thức về sự dẫn thân xây dựng thế giới công bằng và nhân bản hơn, loại bỏ bạo lực và chiến tranh. Ngày thế giới hòa bình được Đức Thánh Cha Phaolô Đại Lục thiết lập năm 1968 với sứ điệp hòa bình được gửi đi ngày 8 tháng 12 năm 1967. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh và chiến tranh tại Việt Nam. Ngày hòa bình thế giới không chỉ dành riêng cho những người Công giáo, nhưng cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. <laughs>